Ngày 28 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân Long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trương Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các ban ngành, đoàn thể và 85 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Lý Nhân. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đại biểu xã, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ trong thực hiện quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Công tác vận động xây dựng quỹ vì người nghèo đã được cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã tích cực ủng hộ. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách và hộ khó khăn về nhà ở 13 hộ gia đình. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển mạnh mẽ, nhiệm kỳ qua, xã đã vận động được 200 triệu đồng kịp thời khen thưởng, động viên cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Công tác hòa giải cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao trách nhiệm, củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu 100% thôn dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% dân cư duy thực hiện tốt các tiêu chí tuyến đường sáng, xanh sạch đẹp. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trương Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc xã cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, toàn dân tộc, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 33 ông, bà vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lý Nhân, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường trong thời gian tới.